Nghệ sĩ ưu tú Tú Anh, 17 năm ở ẩn đầy bí mật rồi bất ngờ tỏa sáng, không muốn nói về chồng con. Nghệ sĩ Tú Anh sinh năm 1968 là vợ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, cha đẻ của những tác phẩm Quốc Xe Đêm 2000, Sống Trong Sợ Hãi 2005, Chơi Vơi 2009, Lời Nguyền Huyết Ngải 2012. Nghệ sĩ Tú Anh là diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ. Chị tâm sự, mình là người có duyên với các vai phụ, vai ngắn trên màn ảnh và sân khấu. Nữ nghệ sĩ từng tâm sự, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, chồng chị đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Tú Anh thay đổi quan điểm về nghề diễn viên. Anh nói với tôi rằng, diễn viên không nhất định phải đóng vai chính. Nếu mình đóng vai phụ, dù chỉ ra sân khấu 2 phút, nhưng khán giả nghĩ tới mình là thành công rồi. Từ đó tôi tìm ra con đường làm vai tính cách, thấy rất thú vị. Tôi chỉ bước ra sân khấu mấy phút thôi, nhưng diễn rất đã, khán giả nhớ tới mình, Tú Anh chia sẻ. Và đúng như Tú Anh tâm sự, vai bà Bích trong Hương Vị Tình Thân, vai diễn gây ấn tượng gần đây nhất của cô, dù không phải nhân vật chính nhưng lại gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự cá tính trong nét diễn của Tú Anh. Chia sẻ về việc trở lại màn ảnh nhỏ sau rất nhiều năm vắng bóng, nữ nghệ sĩ cho biết mình cũng có đôi phần bỡ ngỡ. Chị còn hèn tới mức không dám nhìn lại monitor, chỉ nhìn vào mắt bạn diễn. Tú Anh chia sẻ một trong những cảnh quay đầu tiên của chị trong phim là cảnh bà Bích phát hiện ông Tuấn bị bệnh. Đó cũng là một phân đoạn khó nên Tú Anh có đôi chút căng thẳng. Tuy nhiên, ở các tập tiếp theo, khi dàn diễn viên đã quen với nhau thì sự tung hứng giữa họ cũng trở nên mềm mại hơn. Trên phim, người xem được thấy một Tú Anh cay nghiệt, đanh đá, nhưng phía sau màn ảnh, có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy Tú Anh luôn xuất hiện với hình ảnh cá tính trẻ trung. Với vóc người nhỏ nhắn, thanh mảnh, nữ diễn viên trông cũng trẻ hơn tuổi thật. Chị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi du lịch cùng bạn bè trên trang cá nhân. Nữ diễn viên của Hương Vị Tình Thân cũng thường chọn cho mình những trang phục cá tính, chất chơi, trẻ trung, hách tuổi. Nghệ sĩ Tú Anh là diễn viên có những vai diễn ấn tượng giai đoạn đầu thế kỷ 20, vắng bóng màn ảnh nhỏ suốt 17 năm, chị dành thời gian toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình. Trước đây, tôi cũng không làm phim nhiều mà làm sân khấu để thỏa mãn đam mê của mình mà thôi. Tôi thích gia đình có nhiều con, nhưng khi sinh con thứ hai, mọi việc hơi khó khăn một chút nên tôi muốn dành toàn tâm, toàn ý lo cho con. Bạn cùng nhà của tôi cũng đã quá bận rộn rồi nên nếu tôi cũng đi suốt thì các con sẽ rất thiệt thòi. Nghệ sĩ Tú Anh lý giải về quyết định vắng bóng trong suốt thời gian dài. Ngoài đời, nghệ sĩ Tú Anh là người phụ nữ giản dị, kín đáo, chừng mực nhưng vô cùng quyết liệt. Được biết, bên cạnh công việc tại nhà hát Tuổi Trẻ, Tú Anh còn tham gia kinh doanh, chị đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên chồng và các con. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, nữ nghệ sĩ rất ít chia sẻ về cuộc sống đời tư. Không muốn nhắc nhiều tới gia đình, chồng con, bà Bích của Hương Vị Tình Thân cho hay, với chị đó là một khoảng riêng tư cần được tôn trọng. Nữ nghệ sĩ từng tâm sự, chị gọi chồng là bạn cùng nhà vì cả hai cùng học tại trường sân khấu điện ảnh. Chia sẻ về tính cách của chồng, Tú Anh cho hay anh rất chăm chỉ làm việc, đặc biệt khá khó tính và cầu toàn nên phần đa thời gian anh dành nhiều cho công việc. Thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ đã sắp xếp được thời gian khoa học nên bản thân có thể chủ động điều chỉnh lịch để tham gia đóng phim. Được biết, chị mới trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2021 khi tham gia đóng phim Hương Vị Tình Thân, tức là chị đã dừng đóng phim vào những năm 2005-2006. Tỏa sáng với diễn xuất đa dạng, nghệ sĩ ưu tú Tú Anh trở lại màn ảnh với vai bà Bích cực kỳ ghê gớm trong Hương Vị Tình Thân. Đây là vai diễn ấn tượng của nữ diễn viên khi nhận về không ít phản ứng trái chiều vì sự nông cạn, thực dụng, ích kỷ. Nếu như nhân vật bà Bích bị ghét bao nhiêu thì diễn viên Tú Anh lại được khán giả yêu thích bấy nhiêu. Bà Bích qua diễn xuất của Tú Anh được thể hiện sống động, chân thực và đậm chất đời. Từng cử chỉ, hành động, nét mặt, biểu cảm của bà Bích đều được Tú Anh khắc họa ra chất của nhân vật. Nói về lý do quay trở lại, nghệ sĩ ưu tú Tú Anh tiết lộ, thời gian qua tôi cũng dành thời gian cho sân khấu, cho gia đình nhiều hơn nên duyên đến với phim truyền hình chưa có. Đây là cái duyên để trở lại. Mặc dù bị chỉ trích vì vai diễn quái đản, thế nhưng nghệ sĩ ưu tú Tú Anh vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ khả năng biến hóa diễn xuất đa dạng. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân không dám xem khoảng hơn 20 tập đầu vì sợ hãi những bình luận chỉ trích của khán giả. Tuy nhiên, đây cũng được xem là sự thành công của Tú Anh sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Sau khi Hương Vị Tình Thân kết thúc, nghệ sĩ ưu tú Tú Anh nhận được sự chú ý từ khán giả, chị cũng chăm xuất hiện trong các game show của nhà đài. Thời gian này, chị nhận lời cho vai diễn bà Hạnh, vợ của cựu công an kinh tế đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, cũng là mẹ của đại úy Vũ Thanh Sơn. Diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Tú Anh lại khiến khán giả trầm trồ ngả mũ thán phục. Tiếp tục đảm nhận vai diễn người mẹ trong Đấu Trí, nghệ sĩ ưu tú Tú Anh khiến khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trong Hương Vị Tình Thân, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Tú Anh bị chỉ trích bao nhiêu thì lần này bà nhận về sự đồng cảm nhiều bấy nhiêu. Hình tượng bà mẹ trong Đấu Trí là một người phụ nữ điềm đạm, chỉn chu và tử tế. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tú Anh đã tìm mua những bộ trang phục giản dị, dễ nhìn nhất có thể. Vai diễn lần này của nghệ sĩ Tú Anh không phải dạng khó, nhưng muốn để lại ấn tượng thì không phải dễ dàng. Chị tâm sự, dạng vai người mẹ đơn thuần và gần gũi với đời sống để khán giả cảm nhận được thì không khó, thế nhưng để ấn tượng và nhớ thì rất khó. Quả thực, tôi không lo lắng với dạng vai như bà Bích, nhưng với vai bà Hạnh thì có lo lắng một chút đấy. Nghệ sĩ ưu tú Tú Anh tâm sự.